và một sự việc cực kỳ rùng rợn trong một con ngõ nhỏ. Hãy cùng xem. Rồi, một đứt. Làm gì đây? Vâng, như vậy là rồi, rất nhẹ nhàng. Vậy, sờ sao rồi. Rồi, được rồi. Tung cổ rồi. Đấy, đúng rồi. Ngon lành nha. Này, cứ vào cứ lấy chai thì cho không ngơi này đi, sướng lắm. À, nhưng mà chưa ấy, chưa phá khóa giờ. Đây rồi, ra đây rồi. Quái. Nhanh. Rồi, cứ xe rồi. Rất may là hai cô gái đã kịp chạy ra. Khoảng tôi nghĩ là chắc chậm được khoảng tầm 3-4 giây nữa thôi thì có lẽ là phải được tạo điều kiện để mua con xe mới. Và để ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức.